Làm thế nào để kết nối Wi-Fi không cần mật khẩu? Bước 1. Vào, cài đặt, lớn hơn chọn, Wi-Fi. Mở cài đặt. Bước 2. Chọn, nhiều hơn, hoặc dấu 3 chấm, hoặc bấm phím menu, lớn hơn chọn, phím Push, WPS. Bước 3. Tìm trên modem và nhấn vào phím WPS. Lúc này trên modem đèn WPS sẽ phát sáng. Trên điện thoại sẽ tự động tìm kiếm và kết nối vào mạng Wi-Fi. Máy tự động kết nối. Nếu tính năng WPS trên router được kích hoạt, bạn có thể cài đặt ứng dụng DERPA WPS Tester hoặc EnzoDumpa để kết nối Wi-Fi mà không cần nhập mật khẩu. WPS Wi-Fi Protected Setup là công nghệ giúp đơn giản hóa việc kết nối thiết bị với Wi-Fi, thay vì sử dụng mật khẩu dài và phức tạp. Bạn có thể dùng mã PIN, một dãy gồm 8 chữ số, được in trên mặt sau của router để kết nối. Lưu ý, thủ thuật này có thể sẽ không hoạt động trên một số thiết bị. 1. DERPA WPS Tester yêu cầu máy đã rút. Bước 1. Đầu tiên, bạn hãy tải và cài đặt ứng dụng DERPA WPS Tester tại địa chỉ gl/jv1pb3 tương thích với các thiết bị chạy Android 4.0 hoặc cao hơn. Hãy chắc chắn rằng tùy chọn Unknown Source không rõ nguồn gốc đã được kích hoạt trong phần Settings, cài đặt, lớn hơn Security, bảo mật. Bước 2. Khi hoàn tất, bạn cần phải cấp quyền rút cho ứng dụng bằng cách nhấn Yes khi được yêu cầu. Bước 3. Tiếp theo, bạn hãy nhấn vào nút Refresh ở góc trên bên phải để cập nhật thông tin. Những mạng nào hiển thị biểu tượng ổ khóa màu xanh đồng nghĩa với việc tính năng WPS đã được kích hoạt. Lúc này, người dùng chỉ cần chọn Connect Automatic PIN rút để kết nối. Bên cạnh đó, DERPA WPS Tester còn hỗ trợ xem lại mật khẩu Wi-Fi tại những điểm mà bạn đã từng kết nối trước đó chỉ với vài thao tác đơn giản, dễ dàng chia sẻ với bạn bè và người thân trong nhà. 2. EnzoDumpa không cần rút. Bước 1. Đầu tiên, bạn hãy cài đặt ứng dụng EnzoDumpa cho smartphone tại địa chỉ. Bước 2. Nếu tùy chọn WPS Enable là WIS nghĩa là bạn có thể kết nối Wi-Fi mà không cần nhập mật khẩu. Việc bạn cần làm là chọn No Custom PIN và chờ một lát để quá trình này hoàn tất. Mẹo tăng tốc Wi-Fi khi bị đứt cáp. Chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi, cả hai tuyến cáp quang biển AAG và APG đều gặp sự cố khiến tốc độ truy cập mạng đi quốc tế bị ảnh hưởng không nhỏ. Chỉ tính riêng trong năm 2017, tuyến cáp quang AAG đã gặp sự cố và phải bảo trì 4 lần, mỗi lần sửa chữa kéo dài khoảng 2 tuần đến 1 tháng. Tuyến cáp quang APG khi đưa vào sử dụng được kỳ vọng rằng sẽ giảm tải và giảm bớt sự phụ thuộc vào AAG. Tuy nhiên, hiện tại cả hai tuyến cáp trên đều gặp sự cố, vẫn chưa rõ thời gian khắc phục hoàn tất. Chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi, cả hai tuyến cáp quang biển AAG và APG đều gặp sự cố khiến tốc độ truy cập mạng đi quốc tế bị ảnh hưởng không nhỏ. Việt Nam có thêm tuyến cáp APG, với nỗi lo đứt cáp AAG, vụ đứt cáp quang AAG, nhà mạng chấp nhận bồi thường cước. Bí kíp, sử dụng Internet hiệu quả khi đứt cáp quang. Nhiều người dùng cho biết bắt đầu từ sáng 10/1, họ không thể truy cập vào Gmail và những dịch vụ của Google, thậm chí là cả những trang web bình thường trong nước. Nếu gặp khó khăn trong việc truy cập mạng, bạn có thể áp dụng vài mẹo nhỏ sau đây để khắc phục. Bước 1. Đầu tiên, bạn hãy tải và cài đặt ứng dụng Opera tương thích với các thiết bị Android và iOS. Bước 2. Khi hoàn tất, bạn chỉ cần nhấn Turn On để kích hoạt chế độ VPN, Virtual Private Network, mạng riêng ảo. Chế độ này sẽ giúp mã hóa kết nối và dữ liệu được truyền tải giữa thiết bị người dùng và máy chủ. Bước 3. Để có được tốc độ tốt nhất, người dùng nên chọn máy chủ, server, phù hợp bằng cách nhấn vào biểu tượng tia sét ở góc trên bên phải. Tại đây sẽ có các tùy chọn gồm Closest Region, khu vực gần nhất, Canada, Germany, United States, Netherlands và Singapore. Bước 4. Ngoài việc tăng tốc mạng khi đứt cáp, Opera VPN còn hỗ trợ chặn quảng cáo, Black Ads và các công cụ theo dõi, Black Checkers trên website. Nếu muốn thay đổi các thiết lập, bạn chỉ cần truy cập vào mục Settings ở ngay bên cạnh. Theo thử nghiệm của người viết, khi kích hoạt chế độ VPN, tốc độ truy cập đã cải thiện khá nhiều. Ngoài ra,
Bạn cũng có thể thay đổi DNS để tăng tốc độ phân giải tên miền bằng cách tải và cài đặt ứng dụng DNS Jumper tại địa chỉ gl.lntdc2. Khi hoàn tất, người dùng hãy đánh dấu vào ô Custom DNS Server, sau đó nhập vào dãy DNS 165.21.83.88 và 165.21.100.88 vào hai ô tương ứng. Cuối cùng nhấn Apply DNS để lưu lại. Nếu tính năng WPS trên router được kích hoạt, bạn có thể cài đặt ứng dụng DERPA WPS Tester hoặc Enzo Dumpa để kết nối Wi-Fi mà không cần nhập mật khẩu. WPS Wi-Fi Protected Setup là công nghệ giúp đơn giản hóa việc kết nối thiết bị với Wi-Fi, thay vì sử dụng mật khẩu dài và phức tạp. Bạn có thể dùng mã PIN, một dãy gồm 8 chữ số, được in trên mặt sau của router để kết nối. Lưu ý, thủ thuật này có thể sẽ không hoạt động trên một số thiết bị. 1. DERPA WPS Tester yêu cầu máy đã rút. Bước 1. Đầu tiên, bạn hãy tải và cài đặt ứng dụng DERPA WPS Tester tại địa chỉ gl.jv1pb3 tương thích với các thiết bị chạy Android 4.0 hoặc cao hơn. Hãy chắc chắn rằng tùy chọn Unknown Source không rõ nguồn gốc đã được kích hoạt trong phần Settings cài đặt lớn hơn Security bảo mật. Bước 2. Khi hoàn tất, bạn cần phải cấp quyền rút cho ứng dụng bằng cách nhấn Yes khi được yêu cầu. Bước 3. Tiếp theo, bạn hãy nhấn vào nút Refresh ở góc trên bên phải để cập nhật thông tin. Những mạng nào hiển thị biểu tượng ổ khóa màu xanh đồng nghĩa với việc tính năng WPS đã được kích hoạt. Lúc này, người dùng chỉ cần chọn Connect Automatic PIN rút để kết nối. Bên cạnh đó, DERPA WPS Tester còn hỗ trợ xem lại mật khẩu Wi-Fi tại những điểm mà bạn đã từng kết nối trước đó chỉ với vài thao tác đơn giản, dễ dàng chia sẻ với bạn bè và người thân trong nhà. 2. Enzo Dumpa không cần rút. Bước 1. Đầu tiên, bạn hãy cài đặt ứng dụng Enzo Dumpa cho smartphone tại địa chỉ. Bước 2. Nếu tùy chọn WPS Enable là WIS nghĩa là bạn có thể kết nối Wi-Fi mà không cần nhập mật khẩu. Việc bạn cần làm là chọn No Custom PIN và chờ một lát để quá trình này hoàn tất. Mẹo tăng tốc Wi-Fi khi bị đứt cáp. Chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi, cả hai tuyến cáp quang biển AAG và APG đều gặp sự cố khiến tốc độ truy cập mạng đi quốc tế bị ảnh hưởng không nhỏ. Chỉ tính riêng trong năm 2017, tuyến cáp quang AAG đã gặp sự cố và phải bảo trì 4 lần, mỗi lần sửa chữa kéo dài khoảng 2 tuần đến 1 tháng. Tuyến cáp quang APG khi đưa vào sử dụng được kỳ vọng rằng sẽ giảm tải và giảm bớt sự phụ thuộc vào AAG. Tuy nhiên, hiện tại cả hai tuyến cáp trên đều gặp sự cố, vẫn chưa rõ thời gian khắc phục hoàn tất. Chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi, cả hai tuyến cáp quang biển AAG và APG đều gặp sự cố khiến tốc độ truy cập mạng đi quốc tế bị ảnh hưởng không nhỏ. Việt Nam có thêm tuyến cáp APG, với nỗi lo đứt cáp AAG. Vụ đứt cáp quang AAG, nhà mạng chấp nhận bồi thường cước. Bí kíp sử dụng Internet hiệu quả khi đứt cáp quang. Nhiều người dùng cho biết bắt đầu từ sáng 10/1, họ không thể truy cập vào Gmail và những dịch vụ của Google, thậm chí là cả những trang web bình thường trong nước. Nếu gặp khó khăn trong việc truy cập mạng, bạn có thể áp dụng vài mẹo nhỏ sau đây để khắc phục. Bước 1. Đầu tiên, bạn hãy tải và cài đặt ứng dụng Opera tương thích với các thiết bị Android và iOS. Bước 2. Khi hoàn tất, bạn chỉ cần nhấn Turn On để kích hoạt chế độ VPN, Virtual Private Network, mạng riêng ảo. Chế độ này sẽ giúp mã hóa kết nối và dữ liệu được truyền tải giữa thiết bị người dùng và máy chủ. Bước 3. Để có được tốc độ tốt nhất, người dùng nên chọn máy chủ, server, phù hợp bằng cách nhấn vào biểu tượng tia sét ở góc trên bên phải. Tại đây sẽ có các tùy chọn gồm Closest Region, khu vực gần nhất, Canada, Germany, United States, Netherlands và Singapore. Bước 4. Ngoài việc tăng tốc mạng khi đứt cáp, Opera VPN còn hỗ trợ chặn quảng cáo, Black Ads và các công cụ theo dõi, Black Checkers trên website. Nếu muốn thay đổi các thiết lập, bạn chỉ cần truy cập vào mục Settings ở ngay bên cạnh. Theo thử nghiệm của người viết, khi kích hoạt chế độ VPN, tốc độ truy cập đã cải thiện khá nhiều. Ngoài ra,
bạn cũng có thể thay đổi DNS để tăng tốc độ phân giải tên miền bằng cách tải và cài đặt ứng dụng DNS Jumper tại địa chỉ GL trên LNTDC2. Khi hoàn tất, người dùng hãy đánh dấu vào ô Custom DNS Server, sau đó nhập vào dãy DNS 165.21.83.88 và 165.21.100.88 vào hai ô tương ứng. Cuối cùng nhấn Apply DNS để lưu lại. Nếu tính năng WPS trên router được kích hoạt, bạn có thể cài đặt ứng dụng DERPA WPS Tester hoặc Enzo Dumpa để kết nối Wi-Fi mà không cần nhập mật khẩu. WPS Wi-Fi Protected Setup là công nghệ giúp đơn giản hóa việc kết nối thiết bị với Wi-Fi, thay vì sử dụng mật khẩu dài và phức tạp. Bạn có thể dùng mã PIN, một dãy gồm 8 chữ số, được in trên mặt sau của router để kết nối. Lưu ý, thủ thuật này có thể sẽ không hoạt động trên một số thiết bị. 1. DERPA WPS Tester yêu cầu máy đã rút. Bước 1. Đầu tiên, bạn hãy tải và cài đặt ứng dụng DERPA WPS Tester tại địa chỉ GL/JV1PB3 tương thích với các thiết bị chạy Android 4.0 hoặc cao hơn. Hãy chắc chắn rằng tùy chọn Unknown Source không rõ nguồn gốc đã được kích hoạt trong phần Settings cài đặt lớn hơn Security bảo mật. Bước 2. Khi hoàn tất, bạn cần phải cấp quyền rút cho ứng dụng bằng cách nhấn Yes khi được yêu cầu. Bước 3. Tiếp theo, bạn hãy nhấn vào nút Refresh ở góc trên bên phải để cập nhật thông tin. Những mạng nào hiển thị biểu tượng ổ khóa màu xanh đồng nghĩa với việc tính năng WPS đã được kích hoạt. Lúc này, người dùng chỉ cần chọn Connect Automatic PIN rút để kết nối. Bên cạnh đó, DERPA WPS Tester còn hỗ trợ xem lại mật khẩu Wi-Fi tại những điểm mà bạn đã từng kết nối trước đó chỉ với vài thao tác đơn giản, dễ dàng chia sẻ với bạn bè và người thân trong nhà. 2. Enzo Dumpa không cần rút. Bước 1. Đầu tiên, bạn hãy cài đặt ứng dụng Enzo Dumpa cho smartphone tại địa chỉ. Bước 2. Nếu tùy chọn WPS Enable là WIS nghĩa là bạn có thể kết nối Wi-Fi mà không cần nhập mật khẩu. Việc bạn cần làm là chọn No Custom PIN và chờ một lát để quá trình này hoàn tất. Mẹo tăng tốc Wi-Fi khi bị đứt cáp. Chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi, cả hai tuyến cáp quang biển AAG và APG đều gặp sự cố khiến tốc độ truy cập mạng đi quốc tế bị ảnh hưởng không nhỏ. Chỉ tính riêng trong năm 2017, tuyến cáp quang AAG đã gặp sự cố và phải bảo trì 4 lần, mỗi lần sửa chữa kéo dài khoảng 2 tuần đến 1 tháng. Tuyến cáp quang APG khi đưa vào sử dụng được kỳ vọng rằng sẽ giảm tải và giảm bớt sự phụ thuộc vào AAG. Tuy nhiên, hiện tại cả hai tuyến cáp trên đều gặp sự cố, vẫn chưa rõ thời gian khắc phục hoàn tất. Chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi, cả hai tuyến cáp quang biển AAG và APG đều gặp sự cố khiến tốc độ truy cập mạng đi quốc tế bị ảnh hưởng không nhỏ. Việt Nam có thêm tuyến cáp APG, với nỗi lo đứt cáp AAG. Vụ đứt cáp quang AAG, nhà mạng chấp nhận bồi thường cước. Bí kíp, sử dụng Internet hiệu quả khi đứt cáp quang. Nhiều người dùng cho biết bắt đầu từ sáng 10/1, họ không thể truy cập vào Gmail và những dịch vụ của Google, thậm chí là cả những trang web bình thường trong nước. Nếu gặp khó khăn trong việc truy cập mạng, bạn có thể áp dụng vài mẹo nhỏ sau đây để khắc phục. Bước 1. Đầu tiên, bạn hãy tải và cài đặt ứng dụng Opera tương thích với các thiết bị Android và iOS. Bước 2. Khi hoàn tất, bạn chỉ cần nhấn Turn On để kích hoạt chế độ VPN, Virtual Private Network, mạng riêng ảo. Chế độ này sẽ giúp mã hóa kết nối và dữ liệu được truyền tải giữa thiết bị người dùng và máy chủ. Bước 3. Để có được tốc độ tốt nhất, người dùng nên chọn máy chủ, server, phù hợp bằng cách nhấn vào biểu tượng tia sét ở góc trên bên phải. Tại đây sẽ có các tùy chọn gồm Closest Region, khu vực gần nhất, Canada, Germany, United States, Netherlands và Singapore. Bước 4. Ngoài việc tăng tốc mạng khi đứt cáp, Opera VPN còn hỗ trợ chặn quảng cáo, Black Ads và các công cụ theo dõi, Black Checkers trên website. Nếu muốn thay đổi các thiết lập, bạn chỉ cần truy cập vào mục Settings ở ngay bên cạnh. Theo thử nghiệm của người viết, khi kích hoạt chế độ VPN, tốc độ truy cập đã cải thiện khá nhiều. Ngoài ra,
Bạn cũng có thể thay đổi DNS để tăng tốc độ phân giải tên miền bằng cách tải và cài đặt ứng dụng DNS Jumper tại địa chỉ gl.lntdc2. Khi hoàn tất, người dùng hãy đánh dấu vào ô Custom DNS Server, sau đó nhập vào dãy DNS 165.21.83.88 và 165.21.100.88 vào hai ô tương ứng. Cuối cùng nhấn Apply DNS để lưu lại.